Tô Bộ trưởng bắt người như đạo trích ăn trộm. Vào ngày 26 tháng 1, tờ báo Thanh Niên cho biết Thành ủy Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Chí Dũng đã vắng mặt tại hội nghị này. Thay vào đó, chủ trì hội nghị là bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt và ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Dự hội nghị có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh này. Ông Tô Lâm bắt trộm Nguyễn Cao Chí khiến cho xã hội tưởng ông bị mất tích. Vào ngày 24 tháng 1, ông Tô Lâm đã cho người bắt ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng. Ông Quận bị bắt do liên quan đến đại dự án khu vực đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh thuộc huyện Đức Trọng do đại gia Nguyễn Cao Chí làm chủ đầu tư. Liên quan đến dự án này, trước đó vào ngày 2 tháng 1, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, về hành vi nhận hối lộ. Thông tin bên ngoài cho biết, ông Tô Lâm đã cho bắt ông Đặng Chí Dũng cách đây cả tháng, nhưng không công bố, để các bên còn dàn xếp. Bộ Công an còn làm tiền. Đây là thông tin không phải là không có cơ sở, bởi ông Tô Lâm cũng từng bắt người mà giấu tin trước báo chí quốc tế cũng như trong nước. Trước đó vào ngày 5 tháng 8 năm 2023, ông Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an đã thông báo ông Nguyễn Cao Chí bị bắt. Điều đáng nói là ông Tuân Sô cũng thông báo vào ngày 15 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí sinh năm 1970 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự. Vậy là ông Tô Lâm đã cho bắt ông Nguyễn Cao Chí 7 tháng trước khi ra thông báo. Ông Đặng Chí Dũng cũng mất tích bí ẩn như ông Nguyễn Cao Chí vậy. Từ nhiều tháng trước khi ông Tô Ân Sô thông tin báo giới về việc bắt giữ ông Nguyễn Cao Chí, thì báo chí đã rộ lên tin về sự vắng mặt của vị đại gia này mà không có lý do. Có thể báo giới không biết và cũng có thể họ biết nhưng không được quyền nói. Không có luật nào quy định lực lượng công an được phép bắt người âm thầm như bắt cóc vậy. Đấy là cách làm của những băng nhóm tội phạm có tổ chức, chứ không phải cách làm của một nhà nước pháp quyền. Thông tin riêng cho biết, ông Tô Lâm bắt người như thế là để ngã giá với các bên, chủ yếu là về số tiền đút lót. Nếu chị Trung Trì thì cơ quan cảnh sát điều tra có thể đề xuất mức án nhẹ, còn nếu không đáp ứng thì sẽ bị án rất nặng. Hành động này chỉ khác với nhóm tội phạm có tổ chức bắt cóc người để đòi tiền chuộc ở chỗ. Khi nhóm tội phạm bắt cóc người đòi được tiền chuộc, thường thì sẽ thả con tin. Còn công an Việt Nam cũng bắt người để làm tiền, nhưng không thả người mà chỉ áp dụng mức án nhẹ hơn sau khi yêu cầu của họ được đáp ứng. Ông Tô được cho rằng thích bắt cóc hơn là bắt người theo quy định của pháp luật. Không biết công an được mệnh danh là lực lượng chấp pháp mà chấp pháp theo kiểu tội phạm thì lấy đâu ra nhà nước pháp quyền. Người đứng đầu Bộ Công an lại mang người sang tận Berlin để bắt cóc thì làm gì lực lượng phía dưới, bàn tay điều hành của ông làm sao biết tuân thủ pháp luật làm theo. Ông Đặng Chí Dũng rất có thể cũng đã rơi vào trường hợp như ông Nguyễn Cao Chí, bởi đó là phong cách làm việc của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Đã có tiền lệ khi mà công an dùng đặc quyền đảng ban đứng lên trên pháp luật để làm tiền, thì có thể nói người dân Việt Nam đang sống dưới bóng vuốt của bọn thảo khấu, mà rất nhiều người cứ ngỡ là đang được lực lượng chấp pháp bảo vệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Tô Bộ trưởng bắt người như đạo trích ăn trộm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. EVN là túi tham không đáy, hai lần tăng giá điện vẫn báo lỗ 38.000 tỷ. Bài ca tăng giá điện lại tiếp tục đối với EVN và đối với người dân Việt Nam. Cuối năm 2022, EVN than lỗ, đề xuất tăng giá điện được toại nguyện. Năm 2023, EVN được tăng giá điện những hai lần, lần thứ nhất vào tháng 5 và lần thứ nhì vào tháng 11. Doanh nghiệp bán điện ở các nước khác phải cạnh tranh và chấp nhận luật chơi của cơ chế thị trường. Lời ăn, lỗ chịu. Ở Việt Nam, một mình EVN độc quyền mua điện và độc quyền bán điện
Vậy mà doanh nghiệp này vẫn kêu ca thua lỗ triền miên từ năm này sang năm khác. Bài ca muôn thuở của EVN than lỗ để đòi tăng giá điện và móc túi người dân cả nước. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lý do là vì an ninh năng lượng nên áp dụng chính sách độc quyền điện. Tuy nhiên, đây chỉ là lý do để che đậy cho việc chia chác miếng bánh béo bở của ngành điện, của nhóm lợi ích liên quan. Nhóm này rất lớn, từ chính phủ đến Bộ Công Thương và đến các lãnh đạo của EVN. Thực ra, thị trường hóa ngành điện mới đảm bảo an ninh năng lượng. Lúc đó, cả người dân và nhà nước đều có quyền lựa chọn nhà cung cấp điện. Nếu nhà cung cấp điện này không đáp ứng được yêu cầu, thì lại chọn nhà cung cấp khác đảm bảo việc cung cấp điện không bị gián đoạn và giá cả không bị thổi lên. Nếu cố chấp giữ nguyên độc quyền cấp điện kiểu EVN, thì người sử dụng điện không có lựa chọn nào khác. Khi EVN không cung cấp đủ điện hoặc tăng giá vô tội vạ, thì người sử dụng buộc phải chấp nhận. Lúc đó, hoạt động kinh doanh bị đình trệ, dẫn tới ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế, đời sống người dân thì khốn đốn. Trên thực tế, mùa hè năm 2023 đã xảy ra tình trạng thiếu điện trong cả nước. Vào tháng 11 năm 2023, công ty Intel đã phải hủy bỏ kế hoạch đầu tư mở rộng vào Việt Nam. Khoản đầu tư này vốn được kỳ vọng sẽ giúp Intel tăng gần gấp đôi năng lực sản xuất tại Việt Nam. Nguyên nhân được phía Intel đưa ra là nguồn cung cấp điện của Việt Nam không đảm bảo. Và câu hỏi mà dư luận đặt ra là quỷ gộc EVN Dương Quang Thành sao vẫn nhởn nhơ như thế, thưa ông Tập. Những người từng có cơ hội vừa sống ở Việt Nam vừa sống ở nước ngoài thì có thể so sánh. Ngay trong khu vực Đông Nam Á, ở những nước không phát triển quá xa so với Việt Nam thì cũng không có hiện tượng cúp điện nhiều như ở Việt Nam. Lấy ví dụ như tại Thái Lan, hiện tượng cắt điện là rất hiếm, một năm chỉ chừng một vài lần, mỗi lần chỉ vài phút vì sự cố chứ không phải vì thiếu nguồn cung. Trong khi đó, người dân tại Việt Nam rất khốn khổ vì điện. EVN cúp tùy hứng, có khi cúp điện hàng giờ và đôi khi cúp điện nhiều ngày liên tục. Ngay cả khu vực thành phố lớn cũng không ngoại lệ. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài muốn có điện liên tục để phục vụ sản xuất kinh doanh, thì phải đầu tư thêm hệ thống phát điện dự phòng, cực kỳ tốn kém. Bởi nếu chỉ phụ thuộc vào nguồn điện của EVN, thì khi EVN cúp điện bất thường, hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Ở các nước thị trường hàng hóa điện, cả người dân và doanh nghiệp đều có quyền từ bỏ mua điện, loại bỏ nhà cung cấp tồi. Thậm chí một doanh nghiệp có thể sử dụng hai nhà cung cấp điện để dự phòng rủi ro. Bên cạnh đó, nếu có thị trường cạnh tranh, nhà cung cấp điện không thể tùy tiện tăng giá bán điện, bởi khi tăng không có lý do chính đáng thì khách hàng sẽ quay lưng vì họ còn có lựa chọn khác nữa. Muốn vừa có lãi vừa giữ được khách hàng, doanh nghiệp buộc phải cải tổ bộ máy sao cho vừa tinh gọn và hiệu quả, đồng thời nghiên cứu đầu tư nguồn cung điện hợp lý để giảm thiểu giá thành đầu tư vào. Ví dụ giá than lên quá cao thì từ bỏ điện than hướng tới năng lượng tái tạo. Câu hỏi là bao giờ ông Tổng Bí Thư mới cho củi Trần Tuấn Anh vào lò đây? Vào năm 2023, EVN tiếp tục báo lỗ 38.000 tỷ để đòi tăng giá điện. Nếu năm 2024 được tăng giá điện, thì EVN lại tiếp tục dùng chiêu này để đòi tăng giá điện vào những năm tiếp theo. Và cứ như thế, họ moi tiền của người dân cả nước mà không đưa ra được những giải pháp, những lựa chọn để tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm. Hiện nay, củi trong EVN, Bộ Công Thương rất nhiều, và liệu ông Tổng Bí Thư có khui hết được hay không? Nếu khui hết ra, thì sẽ có rất nhiều nhân vật lớn phải bị bắt. Bởi tiền vét vào được trong dân lâu nay, EVN không rót vào túi quan, thì rót vào túi ai đây? Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin EVN là túi tham không đáy, hai lần tăng giá điện vẫn báo lỗ 38.000 tỷ đồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.